qua là như mười mười mấy nhỉ? Tám, 18. tám toán nghe. Tôi mới ra dây thì đuổi bỏ lại cái rượu rồi thì cho ta. Ông không chịu uống. Thành rót ra, rượu rót ra. Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở một cái vụ án khác. Và vụ án lần này đó là Nguyễn Văn Quai. Thằng Quai này á, nó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và nó bị bắt, cho nên á, tất cả những thằng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia bị bắt thì dĩ nhiên là chúng ta yêu cầu luật pháp xử lý và làm sao đó xử lý nghiêm minh, nghiêm túc, và thậm chí là chúng ta cho nó một cái mức án thích đáng nhất đối với những kẻ phản quốc. Thế mà các bạn hiểu không? Một số giáo sứ lại làm cái trò mèo đi bảo vệ cho nó bằng cái gọi là các thánh lễ hiểm thông. Tôi nói thật, tôi tới giờ phút này tôi cảm thấy là các thánh lễ hiệp thông nó giống như là những cái gọi là gì nhỉ, một cái công cụ chống cộng, một công cụ chính trị. Giáo dân chúng ta đâu có ngu, các bạn dòm kỹ lại coi, giáo dân chúng ta ngu đến mức độ cho người khác lợi dụng, vô nhà thờ cầm đèn cày dơ một cái bản tên của một thằng chống cộng với bản tên của một cái thằng gọi là gì nhỉ, các bạn thấy, chống nhà nước, chống đối nhà nước, mà chúng ta cầu nguyện cho nó à? Chúng ta biết đúng sai như thế nào mà chúng ta cầu nguyện cho nó, mà hiệp thông với nó? Chúng ta là công dân của một quốc gia, chúng ta phải thượng tôn luật pháp. Một thằng bất tuân luật pháp như nó chống đối lại nhà nước này mà chúng ta lại giờ này cầm biển cầm bảng để mà cầu nguyện cho nó, rồi làm khó chính quyền, gọi là tiếng nói giáo dân, nói rằng chính quyền làm sai, gọi là tù nhân lương tâm. Các vị mới chính là những kẻ vô lương tâm nhất mà tôi từng thấy. Các vị chưa hề biết tới cái lương tâm khi nghĩ tới dân tộc Việt Nam này. Các vị hãy đem cái lương tâm các vị dòm lại dân tộc Việt Nam này xem. Bao nhiêu con người cố gắng gìn giữ nền hòa bình này, bao nhiêu con người đang cố gắng gìn giữ và cố gắng làm sao để cho cái nền hòa bình này được tồn tại, thì các vị giờ này đang cố gắng giúp đỡ cho cái đám bại binh bại tướng bại trận cờ vàng đó nó trỗi dậy, giúp cho thằng Nguyễn Văn Hoai, cái thằng mang cái cờ vàng, để nó trỗi dậy để chống đối lại nhà nước này. Bây giờ các vị nhìn kỹ là coi các vị dòm thấy cái gì, ngoại trừ các vị dòm thấy sự thù hận trong con mắt các vị. Nếu như cái việc ủng hộ Nguyễn Văn Hoai á là của một cái tổ chức xã hội nào đó, của cái nhóm con người nào đó là không quan trọng, nhưng bây giờ nó nằm ở đội của nhà thờ. Bây giờ các vị trong nhà thờ, các vị bắt tôi nè, bắt anh chị em của tôi nè, bắt con người, những con người không hề muốn lính dáng Nguyễn Văn Hoai nè, phải cầu nguyện cho nó là sao? Lý do gì? Bây giờ tôi vô nhà thờ, tôi đi lễ là tôi tìm đến Chúa, chứ tôi tìm Nguyễn Văn Hoai. Thằng Nguyễn Văn Hoai nó tội lỗi tới mức độ nào, như thế nào do luật pháp trừng trị nó. Và Chúa Giêsu nói rồi, chúng ta đến đây không phải để phá bỏ luật lệ mà để kiện toàn nó. Thế thì bây giờ người ta là cái xã hội này nè, nó đang kiện toàn luật lệ và cố gắng làm cho luật pháp này tốt hơn để đảm bảo được con người sống ở trong xã hội này nó tốt hơn, thì bây giờ các vị đang đi chống đối và ủng hộ cái thằng bất ơ nào đó, Nguyễn Văn Mai à. Thằng đó bao nhiêu tuổi? Nó đủ tuổi để các vị binh đó à. Cái thằng Nguyễn Văn Mai đó các vị nhìn xem nó đủ tư tưởng chính trị chưa, đủ bản lĩnh chính trị chưa, đã dòm thấy được tất cả những cái tương lai chính trị của đất nước này hay chưa, mà các vị tin tưởng rằng đi theo nó thì lật đổ được cái nhà nước này. Hiện tại là các vị đang sống ở nhà nước này là các vị thấy tốt chưa? Có thể là chưa tốt, nhưng các vị hãy dòm thấy được là cái tương lai các vị còn có để mà dòm thấy.
Còn bây giờ các vị dòm kỹ lại coi, hay dòm kỹ lại bản thân mình, nếu nhà nước này sụp đổ, tương lai các vị nằm ở đâu? Đồ ngu! Các vị ngu quá vậy. Tối một ngày chỉ biết lên mạng để chống đối chính quyền á, để làm gì vậy? Người ta lên mạng á, người ta làm gì? Người ta lên mạng xã hội, người ta chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là xem ca nhạc, xem hài. Còn các vị lên mạng, các vị tìm kiếm những cái thông tin chống nhà nước này. Nhưng mà các vị biết cái nhà nước này đang đảm bảo cái này hòa bình này các vị, để các vị ngồi đó có mạng để mà các vị chống cộng. Nếu nhà nước này mà cái chế độ này nó không có quá tự do, nó không có quá ổn định, thì các vị không có cơ hội ngồi đây để mà lên trên mạng chống cộng đâu. Ở chế độ nào đó các vị vừa lên nó 3 tiếng thôi nó bắn đùi dở sọ các vị rồi. Thử về chế độ của Đình Diệm coi, chống nó coi, bể sọ trong vòng 30 giây không? 1 phút 30 giây kiếm sự nghiệp là gì? Để kiếm con bò hay là kiếm một số người tài trợ để trở thành một người có một nguồn vốn tài trợ. Nhưng 1 phút 30 giây sau khi chống chính quyền ở chế độ Ngô Đình Diệm, ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, lập tức là súng vô đầu các vị, bắn cái bùm liền. Đồ ngu. Các vị chống cộng trong khi các vị quên rằng là Cộng sản đang lãnh đạo đất nước này, là cái người có cái trách nhiệm xây dựng cái đất nước này. Người ta đang xây dựng bao nhiêu, các vị hiện tại các vị đang phá bấy nhiêu. Đồ phá hoại. Mọi chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, của cái đảng Cộng sản Việt Nam này hiện tại là nó đang xây dựng cái đất nước này, đang xây dựng cái xã hội này. Còn các vị đi phá. Cái đồ mất dạy. Cái bọn chống cộng là cái bọn mất dạy. Có biết đất nước này là cái gì không? Bao nhiêu con người đang xây dựng ở đây nè. Hằng ngày hằng giờ chúng tôi đóng thuế, chúng tôi làm bao nhiêu thứ. Người dân ở Việt Nam này đóng thuế bao nhiêu lần đóng thuế. Nhà nước Việt Nam bao tiêu bao cấp tất cả. Thuế nông nghiệp miễn. Bây giờ hỏi thử coi một chiếc xe ở Mỹ coi, mày không chạy mày giờ mày đóng thuế. Cái nhà mày mua ở Mỹ mày không ở mày vẫn phải đóng thuế. Mày không đóng thuế nó kéo nhà mày đi. Còn ở Việt Nam này, mày mua cái nhà đó rồi 10 năm sau, 20 năm sau mày đi rồi mày về, nó vẫn là cái nhà của mày. Như vậy cho nên nó cái gì? Cái đám ngu ngốc, cái đám khùng điên, chống cộng. Tụi bay là cái gì vậy? Tụi bay là con côn trùng gì vậy? Người ta thì cố gắng xây dựng đất nước này. Cái thể chế chính trị này nó tệ hại cỡ nào thì người ta cố gắng xây dựng nó. Ngày ngày người ta cố gắng bắt được thằng tham nhũng nào, bắt được cái thằng nào, người ta mừng thằng đó. Còn tụi bay làm cái gì? Tụi bay đi đòi lật đổ không à? Tụi tao đâu cần tụi bay lật đổ. Tụi bay là cái đám mất dạy. Tụi bay chỉ biết lấy đô la của Mỹ. Tụi bay về đây, tụi bay ăn hiếp, ăn dân, nhân dân của tụi tao. Tụi bay ăn hiếp tụi tao từ A tới Z. Tụi tao nhịn tụi bay. Tụi tao không có kênh truyền thông YouTube tụi bay. Cái kênh truyền thông YouTube, BBC, VOA, RFI, RFA, tụi bay quá lợi hại. Tụi bay quá giỏi, tụi bay quá hay rồi. Tụi bay lên đó tụi bay phải nói rằng BBC rồi, nhắn tin cho anh Nguyễn Trọng Nghĩa báo cho anh là tôi rất là muốn lấy thông tin của anh về việc của Linh Mục Nguyễn Duy Tân để cho đa chiều. Mẹ bà, tao chưa kịp đưa thông tin cho mày, mày đã lên mày viết một bài, mày chửi tao, mày nói tao là như thế con chó rồi. Cuối cùng BBC mày là con chó gì vậy? Mày sủa à? BBC của mày, cái đài BBC của mày á, BBC tiếng Việt á, mày chỉ giỏi làm một mỗi một việc là bịa đặt và xuyên tạc và đứng theo một góc là gì? Chống cộng. Cái gì bất lợi cho cộng sản là cái mà tụi bay làm.
Cho nên cái tin tức tụi bay nói với tao là cái báo bồn cầu, báo bắp cải, báo bồn cầu là cái đám BBC tụi bay. Chính vì cái điều đó nên tao nói tụi bay, cái đám chống cộng đây là cái đám mất dạy, bực bội lắm rồi, khó chịu lắm rồi. Bây làm cái gì vậy? Tối một ngày tụi bay chỉ làm mỗi một việc đi bịa đặt xuyên tạc à? Đất nước này nè mày coi nè, tao đi làm mỗi ngày tao làm 2-3 công việc, tao không làm với vợ tao, tao đi ra đây tao làm chuyện này chuyện nọ, tao kiếm việc tao làm. Bạn bè anh em tao không một người nào ở không cả, tất cả mọi người đều đi làm, đi làm để kiếm tiền, đi làm để kiếm kinh tế cho cá nhân mình. Và chúng tao đều đóng góp và đóng thuế cho đất nước này. Còn tụi bay làm gì? Tụi bay tối một ngày tụi bay chỉ chỏ mũi vào những cái chuyện linh tinh lặt vặt ở trên mạng xã hội. Mà việc đó có thật hay không tao cũng chưa biết. Tụi bay chỉ làm mỗi được cái một việc đó là bịa đặt và xuyên tạc. Hay quá nhỉ. Bay nhìn tụi lại tụi bay coi. Tới giờ này tụi bay nói cái gì thật? Hãy dòm lại tất cả mọi người nè. Tất cả mọi người ở đây đều đi làm, đều đóng thuế cả. Tụi bay đóng đồng thuế nào mà tụi bay chửi anh em? Tụi bay đóng đồng thuế nào mà tụi bay chửi anh em tụi tao? Tao đến ngày đến giờ cầm bản kê khai thuế, khai thuế đi ra ngân hàng đóng thuế, tao cảm thấy vinh dự. Ô, tôi là người thực hiện quyền công dân. Còn tụi bay là cái gì? Tụi bay ức ơ ở đâu vậy? Tụi bay á, lên trên mạng xã hội cái mặt còn chưa dám đưa ra như con chuột. Thằng nào lên mạng xã hội này, lên trên mạng comment chửi tao mà có được cái gương mặt, có được cái địa chỉ cụ thể thì ngon, đưa ra đây. Tụi bay như những con chuột, tụi bay như những con rắn, con rết ở trong hang, trong hốc. Tụi bay làm được cái gì? Tụi bay chỉ giỏi mồm miệng ở trong những cái hang của mình, ở trong những cái hốc của mình. Rồi tụi bay có bao giờ tao quan tâm đâu. Tao không quan tâm những cái đứa nào mà không có hình ảnh. Đừng bao giờ kết bạn với tao, tao không bao giờ kết bạn với những đứa đó đâu. Và tao không quan tâm tới đứa đó nói cái gì chăng nữa, tao không quan tâm nữa. Tụi bay là cái gì vậy? Một đám mất dạy đi chửi rủa tổ quốc của mình mà giỏi à? Trong khi á, chính quyền Việt Nam này nè, Đảng Cộng sản Việt Nam này nè, cố gắng cái xây dựng cái đất nước Việt Nam này, đem cái đất nước Việt Nam này ra quốc tế, bảo quốc tế phải công nhận Việt Nam tao giỏi, bảo quốc tế Việt Nam, quốc tế rằng là Việt Nam tao là phát triển thế nào. Còn tụi bay làm gì? Tụi bay đi bôi nhọ đất nước chúng tao. Tụi bay là cái đồ phản bội với chúng tao. Tụi bay là kẻ thù của chúng tao. Tụi bay ở nước ngoài thì ở mẹ ở ngoài đó đi, đừng có về đây nữa. Ai thèm bây giờ tiền đô ấy hả? Xin lỗi, chúng tao kiếm được tiền chúng tao xài, sức lao động chúng tao có, người anh em của chúng ta đi ra nước ngoài làm ăn bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, vẫn đem tiền ở nước ngoài, vẫn đem đô la nước ngoài đem về. Đất nước Việt Nam này còn nghèo. Khuyến khích anh em chúng ta đi lao động xuất khẩu để chi? Để mang sức lao động của mình đi ra ngoài, đem đô la, đem ngoại tệ về Việt Nam này. Nhà nước có chủ trương tốt, anh em chúng ta có việc làm, đó là một điều tốt đẹp. Nhưng qua mắt tụi bay thì tụi bay bảo rằng tao bán lao động. Xin lỗi tụi bay, tụi bay có muốn làm thuê cho tao, tao cũng không chấp nhận nữa. Tụi bay có muốn đi đổ bồn cầu cho tao, tao cũng không chấp nhận nữa. Chứ đừng nói tới cái việc bán sức lao động tụi bay. Cái bọn tụi bay là cái bọn phản quốc. Từ hồi tụi bay cởi quần lột áo bỏ chạy 30 tháng 4 năm 75 tới nay, tụi bay làm được cái gì cho đất nước này mà tụi bay đói? Từ hồi tụi bay cởi quần, cởi áo, chạy trốn như con chó, tới giờ này ai nói tụi bay? Tụi tao là vì tình nghĩa đồng bào với nhau, không hề đụng chạm tụi bay, để tụi bay sống tốt bên đó.
Còn tụi tao không hề là tụi tao có cái sự tôn trọng nào đối với tụi bay cả. Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Cái bọn bỏ tổ quốc chạy trốn lột quần như thế, làm gì có tổ quốc, làm gì có danh dự, làm gì có trách nhiệm. Thử tụt quần, không dám mặc đồ lính, không dám mặc cái bộ áo lính của mình, sợ cộng sản nhận ra mình là lính. Danh dự hả? Danh dự gì cái đám đó? Danh dự gì mà không dám cho cộng sản biết tao là lính Việt Nam Cộng Hòa? Phải cởi áo ra. Danh dự gì mà phải không dám cho cộng sản biết tao là lính Việt Nam Cộng Hòa? Phải cởi quần ra tụt quần. Mà cởi áo tụt quần rồi chưa được nữa, phải cởi giày, cởi dép, cởi hết. Cũng may là còn quần tà lõn. Cũng may là còn bà vợ ở nhà may cho được cái quần tà lõn, cho nên là mang cái quần tà lõn đó mà chạy như con vịt, như bầy vịt đu càng máy bay. Tụi bay đu càng máy bay bao nhiêu năm rồi? Tụi bay đu càng máy bay không biết nhục hay sao mà tới giờ này tụi bay quay về nói cộng sản thế này thế nọ. Cộng sản nó cực khổ kiểu gì để giành lại cái độc lập cho đất nước này? Nó đánh Mỹ chứ đâu đánh tụi bay. Tới giờ này tụi bay chưa có một cái giá trị mặc cả, bởi vì cộng sản Việt Nam tới giờ này là đánh Mỹ, đuổi Mỹ và tay sai, chứ chưa bao giờ nhắc tới tên tụi bay cả. Đừng nói tới Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái gì mà giờ nay được tôn vinh hả? Tôn vinh cái gì? Cái gì vậy? À, cái quần què. Ông anh ta nói thực ra là tao cảm ơn anh. Tao tính nói quần què từ đầu rồi nhưng mà không dám nói. Nhưng mà ông nói được thì chơi luôn. Đó, bạn tao còn nói quần xì nữa kìa. Tụi bay không hưởng được cái quần xì của một cái đứa con gái nữa. Bởi sao biết không? Nói thẳng tụi bay, tụi bay là cái đám ôn đám dịch gì vậy? Từ cái hồi mà tụi bay biết được cái thể chế chính trị cộng sản này, tụi bay có làm được cái điều gì tốt đẹp cho cái thể chế chính trị cộng sản này hay chưa? Nhà nước Việt Nam này từ hơn 40 năm nay độc lập và thống nhất, tụi bay đã đóng góp được cái gì cho cái đất nước này hay chưa? Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam đang cố gắng xây dựng đất nước này bằng mọi cách, bằng mọi giá, thì tụi bay đã đi phá hoại, tụi bay đi chửi bới. Trong khi mỗi người dân Việt Nam đều hy vọng rằng đất nước này phát triển, cố gắng xây dựng đất nước này, thì tụi bay lại đi phá, tụi bay lại chửi. Hãy dòm thấy tất cả những anh chị em của tụi bay ở đang sống ở đất nước này. Dòm thấy tao nè, dòm thấy tất cả mọi người. Tất cả mọi người được cố gắng sống cho tốt, sống cho đẹp. Còn tụi bay thì sống như chó. Có con chó nào nó sủa chủ mình hay không? Mọi con chó đều cố gắng giúp chủ mình xây dựng lại cái ngôi nhà của mình. Bây giờ mọi con chó đều tha thịt về nhà, tha đồ đạc về nhà. Còn tụi bay là chó, nhưng nó khác người ta ở chỗ tụi bay đi sủa chính đất nước của mình. Tụi bay phá hoại chính cái ngôi nhà của mình. Sẵn đây nói bay luôn. Bay bảo rằng là yêu tổ quốc, yêu quê hương là không phải là yêu Đảng Cộng sản, đúng không? Không phải là yêu chế độ, đúng không? Không phải là yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Tao nói cho bay là bay ngu lắm. Ít nhất mày phải khẳng định một điều rằng là thể chế chính trị nào đang lãnh đạo cái đất nước này, đang lãnh đạo tốt đất nước này, đều là cái nơi mà tụi bay phải gửi gắm thân phận cuộc đời bay ở cái đất nước này. Nếu tụi bay làm phá hủy đi cái thân phận này, phá hủy đi đất nước này, thì tụi bay chết ráng chịu. Vậy bay nghĩ kỹ coi. Bay nói là bay không yêu chế độ. Gọi là yêu chế độ với yêu đất nước khác nhau. Xin lỗi tụi bay đi.
yêu cái chế độ này đang lãnh đạo đất nước này, mày không yêu nó thì mày phá nó, mà mày phá nó là mày phá đất nước này, đúng không? Mày không yêu chế độ này thì mày phá chế độ này, chứ còn lại gì nữa? Chỉ có hai cách thôi. Chế độ này đang lãnh đạo đất nước này, mày không yêu nó, mày không xây dựng nó thì mày phá nó, chứ mày làm gì? Mày phá nó, mày đồ bán nước, đồ hại dân. Tụi bay là ai? Tụi bay chỉ là cái đám du dơ ăn ở không ở hải ngoại, mỗi tháng kiếm 800 mấy chục đô trừ thuế, tụi bay làm được gì? Nhưng mà tụi bay to mồm, quát cái mồm lên mà sủa. Tao cũng không nghĩ là tụi bay có thể làm chơi được với chó, bởi vì chó đối với người dân Việt Nam chúng tao, tao làm thịt, tao ăn còn cảm giác được 7 món, còn thịt tụi bay xin lỗi chó chê. Tao làm thịt chó tao ăn, rồi tao cho chó nó ăn, nó vẫn ăn. Tao làm thịt chó tao ăn nha, tao nhả xương ra chó nó còn ăn. Còn ở tụi bay á, cái thân xác tụi bay mà đem về cái nước Việt Nam này á, cái đám phản quốc tụi bay á, đem cho chó ăn nó còn chê. Nói hôm nay tại sao giận lắm, hôm nay tao nói như thế tao giận lắm, xưng mày tao luôn, chứ đừng nói xưng các anh. Có thằng bảo là tại sao tao nói hỗn xin các anh, các anh là tao nói văn vẽ văn chương cho nó vui thôi. Mẹ bà tụi bay, cái đám phản quốc tụi bay xin các anh à, đồ ngốc. Bây giờ nói tụi bay một điều thôi, tao kết thúc livestream.